À, 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 một em. Wow, wow. U đã. Trời ơi, vuốt kìa các bạn. Nhìn vuốt kìa. U là trời. U là trời. U lên trời luôn. Chào mọi người, hôm nay thì sẽ có một màn bóc hộp siêu kinh điển đến từ vị trí của AS Mobile. Đó chính là iPhone 13. Mình đã có trên tay iPhone 13 11 Pro Max phiên bản màu xanh. Wow, rất là xịn sò ha. Được của nó đấy. Và phiên bản của nó sẽ là phiên bản 1 TB các bạn ạ. Và hôm nay mình sẽ mở hộp này để bắn Free Fire thử xem liệu rằng coi chơi game bằng iPhone 13 Pro Max có xịn sò hay không. Oh, sốc thiệt ta. Thật sự thì mình đã mở hộp rồi các bạn ạ. Mình đã unbox ở lúc mà khi mua rồi. Bây giờ thì mình chỉ mở ra cho các bạn xem thôi. Chuẩn bị lấy ra đây các bạn. Đó. Nhìn các bạn nhìn xịn sò không? Không có gì vui. Wow. Bén như cái chén á mọi người. Đó. Rất là xịn sò ha nè. Cam của nó bự lắm các bạn ạ. Bự chà bá lửa luôn. Mùi của tiền, ấy là mùi của iPhone 13. Mình đã lại xịn sò không? Màn hình của nó là 120Hz các bạn ạ. Wow, rất là mượt luôn ha. Lướt. Trời đất ơi. Không thể tin nổi. À, mình có mua cái ốp nữa các bạn. Cái ốp rất là xịn sò. Nhưng mà có một cái là như thế này nè các bạn. iPhone 13 của mình có một cái trái táo đúng không? Nhưng mà khi mình ốp cái này, ốp vào đây. Xong, nó mất luôn trái táo các bạn ạ. Vãi đái thật. Không xài ốp thì nó sẽ đẹp hơn. Nhưng mà xài ốp thì nó sẽ an toàn cho cái điện thoại của mình hơn. Điện thoại này với giá là 49.990.000 các bạn ạ. Ui. Được tặng đó chứ tôi làm gì có tiền mua đâu. Bốc phét ít thôi. Ok, bây giờ thì mình sẽ tải game Free Fire vào trong điện thoại này để xem chơi nó sẽ mượt mà như thế nào nha mọi người. Ok, ta ta ta. Và đây là game của mình. Và đây là con điện thoại của mình. Còn bây giờ thì mình sẽ vào chỉnh coi đồ họa nó lên maximum chưa. Vào phần đồ họa này các bạn. Bấm cao nhất luôn nha mọi người. Cái gì cũng mở hết luôn. Ánh sáng cao nhất luôn. Và bây giờ thì sẽ vào tự chiến một trận nào. Hôm nay thì mình sẽ show thao tác tay của mình luôn. Thực sự mình bắn hai ngón các bạn ạ. Nên là các bạn hay hỏi mình là sao anh bắn hai ngón mà thao tác của anh nhanh vậy, nhanh như thế này thế nọ. Nó bình thường đó các bạn. Từ từ mình sẽ tách cái lựu đạn đó. Tách ra hai cho. Ui, chưa kịp tách nữa. Hiện tại có 26% bạn đã đăng ký, 74% bạn còn lại xem video nhưng chưa bấm vào nút đăng ký. Các bạn nhớ bấm vào nút đăng ký để ủng hộ cho AS Mobile nha. Rồi, sau khi hai chỗ bấm vào điều khiển tùy chọn. Đây là bom keo này, đây là lựu đạn mình hay để ngay đây. Bom keo thì mình để ở phía dưới. Đây, phóng to lên. Rồi, nút bắn bên trái thì cho lên đây. Rồi, xong. Quất thôi, let's go. Đây, nút nhảy mình để bên đây, nút nhảy với nút ngồi để bên đây ha các bạn. Mỗi lần nhảy thì mình sẽ lướt như thế này ha. Nhảy hơn Android gấp 10 lần các bạn ạ. Nhảy hơn cái máy mà mình đang sử dụng gấp 10 lần á. Ui nhảy quá. Mày qua đây. Mày qua đây. Chết, một đứa rồi, quấn máu ra. Ôi ơi. Bắn tem cao. Ui, từ, bấm máu đã các bạn. Nhảy quá. Còn bên đây nữa nè. Nhảy quá sao vuốt ta. Không biết là vuốt tâm có ngon lành hơn máy Android hay không. Để mình thử xem. Chắc là mình sẽ mua khẩu UMP vuốt mới được. Thử khẩu này nha các bạn. Rồi. Sau đó ra đây đơm thôi. Thường thì mình nghĩ rằng là các bạn nên sử dụng 3 ngón hoặc 4 ngón để chơi game. Còn mình chơi game được có 2 ngón nên là nó rất là hạn chế. Về cách di chuyển này nọ cũng rất là hạn chế. Chạy qua bên đây đi. Góc bên này xấu quá các bạn. Xấu quá không bắn được. Bên này nè. Rồi, ui vuốt kìa.
rất mượt nha mọi người. Một giết hai hả? Ôi 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 à, cay cay cay. Ôi mượt như gái 18 luôn á mọi người ạ. Mới ra mất một bình máu rồi, thằng quỷ sứ. Bên trái nó qua nè. Ủa? Rono sao bật lên không được? Cứu tao! Ôi ôi, chạy 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 nhanh, nhanh thế. Lắc qua lắc lại khó quá. Ui, giết ba rồi nè. Hay, tuyệt vời. Tuyệt vời chưa? Tuyệt vời chưa anh em? Rồi, chạy trái hết rồi nè. Ui, má sau lưng nữa trời. Ui. Được, mày được. Sao nó móc nhanh dữ vậy ta? Mình có 6 keo lần mà. Sao mình bắn không tự tin gì hết trơn hết trời vậy? Ai mà biết được. Mượt quá nhiều khi nó cũng là một cái gì đó nó khó bắn các bạn. Đây, tăng hết độ mượt lên nè. Ôi trời 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 trời. Đặt. Còn lâu. Thằng nào bắn lén. Bắn lén. Bắn lén. Hay. Nhảy quá, khó bắn quá bạn ạ. À. Nhưng mà không sao, nó mượt là được. Được của nó đấy. Đâu rồi ta? First blood. Láo. Còn một bàn thôi. Hay lựu đạn. Hay. À. Trong nhà trước mặt nè. Bắn đi, bắn. Bắn hộ. Ê. Còn ngoài đây nè. Win rồi các bạn ạ. À. Rồi. Như vậy là xong một trận rồi. Thì mình có được bao nhiêu kill vậy ta? Trời ơi, mình có được 7 kill à. Đồng đội mình bắn hay quá. Bây giờ thì mình sẽ vào một phòng huấn luyện để mình test súng các bạn, với lại là test cái đồ nhạy của nó. Thì thực sự với cái đồ nhạy này các bạn kéo sọc quân rất sướng, cực kỳ sướng luôn. Quăng cái khẩu này ra luôn đi. Lấy sọc quân thôi. Có ai vô đây không vậy? Ui, kéo ông phát lên trời luôn. Cái nhẹ phát lên trời luôn nè mọi người. Đã ghê rồi chứ. Nó bắn ở đâu mình không biết luôn. Âm thanh vòm của điện thoại này hơi fail thì phải. Bắn trên đầu không à. Wow, thật là tuyệt vời. Ui. À, nhảy quá à, nhảy quá. Nhúc. Một em. Wow. U đã. Trời ơi, vuốt kìa các bạn. Nhìn vuốt kìa.
U là trời. U là trời. U lên trời luôn. Lên trời. Các bạn có thể thấy cái cách vuốt của mình nó khác so với người khác ha. Mình đè nút bắn bên tay trái một phát xong rồi mình mới bắt đầu vuốt lên nè mọi người. Đây, các bạn có thể thấy nè. Mình đè một phát xong rồi mình vuốt lên nè, thấy không? Đó. Thì nói chung là cái cách của mình thì mình không biết làm sao. Mình thấy cách đó là dễ lên đầu nhất, với lại là dễ ghim tâm nhất. Thứ nhất là tâm mình phải ghim vào đối phương, sau đó mình vuốt lên thì tỷ lệ vào đầu của nó rất là cao ha. Đây nè. Thì theo như mình đánh giá, nếu mà chơi game Free Fire thì hãy mua điện thoại này. Nói đùa thôi các bạn. Hôm nay thì mình test cái điện thoại mà mình mới sắm cho mình. Thì mình cảm thấy rằng là nó chơi rất là mượt. Thật sự thì iPhone 13 thì không có ngán con game nào cả. Từ các thể loại game như là Genshin Impact, hoặc là PUBG, hoặc là Free Fire, Minecraft, hoặc là gì đó. Tất cả những tựa game đều có thể chiến được trên điện thoại này ha. Rồi, bye bye mọi người. Clip của mình đến đây cũng đã kết thúc rồi. Clip không mang tính chất khoe điện thoại, nên các bạn cứ đừng có nói gì hết nha. Bye bye mọi người.